là dân thế giới họ Muslim Salam Saba được tới tuổi ấy đâu tới rồi đó, đây là đường nhỏ này nè. Bữa nay mình trở lại 3027 Melcom. Cái nhà này nó là residential, tức là nhà dân thôi. Nó có lẽ là nó 2 tầng nữa chứ không phải chứ 1 tầng mấy bạn. Đó, mấy nhà bên này thì nhà cũ kỹ, nó vẫn còn cây macroia mà chưa có nở đều. Cây này chắc nó thiếu phân đó, nhưng mà có hoa cũng to to đó. Nó tên là magnolia hay là hoa mộc lan đó. Cái loại này là loại của Nga, nó chịu lạnh dữ lắm mấy bạn. Thường á, giờ là hiện giờ không có cây, không có thấy lá, nhưng mà có đâm tược lá sơ sơ rồi đó, mấy cái hoa nó bắt đầu nó nở đó. Mình trở lại cái khu phố cũ của 3027 Malcolm á. Mấy cái nhà ở đây rồi bạn thấy đó là những cái thành phố thường á là nó theo quy hoạch đó là nó có cái đường đi nữa. Ở đây nó trồng cỏ mà nó lan ra luôn vậy, nó để nó khỏi mất công nó cắt tỉa cái ranh cái ngoài đường này nữa mấy bạn. Mấy cái lề đường này á nó cắt vậy đâu có lề đường người đi bộ, mà ở đây là nó phải có cái lề đường cho người đi bộ nha, nó mới là trúng luật đó. Đó, cái chỗ này là cái ống cống, cái đường ống cống nó thông ra biển đây nè. Giờ lại ngó tới đây thấy ngó cái bông cây điệp lào đó, mới nhớ bữa nói thì mình tự nhiên hứng rồi mình nhìn thấy ủa sao cái chùm này nó giống cái chỗ có giống nhện của nhà mình thiệt. Anh Lê làm cho mình đó, nó cũng chùm vậy đó, thì quét nó gọn lắm, cái đó nó cái là nó to hơn thôi. Tại vì nếu mà đây nó giặt hết mấy cái bông cái hoa tàn này thì nó sẽ cái cây này mình nghĩ nó đẹp ấy, chứ không phải là nó xấu đâu. Nó nở ra nó cũng giống như cái lồng đèn vậy, nó lồng đèn đỏ của người Tàu á, mà do là anh tỉa thì anh có tỉa cái xếp cái tạng này nè, coi cũng cái dáng này cũng đẹp. Nhưng mà ví dụ như ba cái hoa trong phía sâu trong này á thì nó đẹp rồi, thì nó không có cái bận dơ ở ngoài, còn cái này trời ơi nó trùng nó nhíu nó kỳ kỳ. Tính mình thì tốt lâu mình nhìn mình thấy ra mình nghĩ có lẽ cái cây này nó ngọt thì nó nhiều ong bu lắm. Hôm bữa đó mình có quay mình coi cái nhà này thì chiếu có cái chiếc xe màu cam cam á đó, 3037 đó, nó cái đường đó rõ ràng đó, nhưng mà bạn thấy cái mặt của nó, cái mặt tiền của nó hướng ngay cái đường Malcolm. Là hồi xưa là cái khúc đó, cái đường Malcolm là nó tới đó đó đó, cho nên đó là bây giờ đó là nó bít luôn cái đường đó, nó làm cái đất đó là cái cuối cùng á, thành ra đó cái mặt cái đường nghiêng 3037 mình tưởng 3037 rồi 3047 cái nhà vàng bên này mình chưa có xem, mình chỉ biết 3037 là cái nhà đó hiện giờ cái giá nó chưa có 4 phòng ngủ thôi mấy bạn, mà cái giá của nó là 2.786.000. Trời, mình thì mình không có mua ở đó đâu, nó mắc lắm. Cái nhà đó đó là cái vùng này là cái vùng nó không yên hồi xưa đó, nó gần cái vùng nó là Westwood nhưng mà nó sát bên cái biên giới của cái Inglewood, đó là cái vùng thành phố mà băng đảng mà nổi tiếng nhất Mỹ nhất Mỹ luôn á, chứ không phải mình nói là lại nổi tiếng lắm, chứ cũng không có thua gì cái Casablanca của Riverside. Riverside là hạng nhất á, còn này là nhưng mà nó chỉ có là buôn bán ma túy rồi này nọ, băng đảng chặt dẫn thôi, còn cái băng đảng này là thứ dữ, nó đi motorcycle không ấy bạn. Đó, bên xa xa đó mình thấy có nó có cái cây cái hoa nó đỏ cam cam đó, mà nó giống như cái tạng của cây dâu tầm ăn của mình á, nhưng mà nó lại mùa đông nó trụi lá, mùa đông vẫn trụi lá đó, nhưng mà cái lá của cái hoa của nó màu nó đặc biệt lắm. Mình thấy cái này ở cái đường nó tên là đường San Vicente của thuộc West LA đó, là nó nằm
nó nằm ở khu đường Wilshire đó, tại nó cắt Vicente chỗ đó đó, cái đường nó nối chạy thẳng ra Santa Monica với Pacific Palisade đó. Đó, bây giờ bữa nay không có chiếc xe nào chắn ngang đây ấy, thì giờ mình thấy cái bông đậu, cái anh đậu bển nó đẹp ghê mấy bạn ha. Đó, cái nhà ở bển nó cũng thuộc diện bên này là cũng lấn đường đây nè, cái nhà này đó là nó cũng lấn đường, nó làm biến này đó, nó để cho người ta cắt cỏ đó, nhà ngay góc đường mà nó cũng xây cho nhiều nhà mướn lắm, cho nên nó chủ nhà nó đó gửi người ta tới đây để cắt cỏ đó, nhưng mà nó cũng bởi vì nó làm cái này kiểu làm biến đó, bạn thấy không đó, cái nhà phía trước đó là cái đó cũng là cái trường học mình nghe cái tiếng nít á đó. Đó thấy cái hàng rào nó cao cao lên, nó có cái sidewalk đó không, nghe tiếng nó ho é rồi đó, nghe anh mấy chị đó thấy thương không đó. Cái nhà này cái đào nó rụng sắc sơ và coi ở dưới lòng đường này quá trời cái đó, mà những cái rác đó nếu mà nó không hốt á thì nó tuôn nó chảy ra cống. Do là ở đây là trường học, còn nó làm khít cái tường kính luôn để cho ở ngoài này người ta có muốn buôn bán gì thường thường á, nó dụ tới buôn bán là nó buôn bán á phiện cho mấy đứa nít á, mấy trường tiểu học là trường này là trường preschool mấy bạn, mấy anh mấy chị ở đây ho hé cũng vui quá ha. Ở đây cũng có khu thương mại, chỗ này thì nó gần cái freeway 405 hồi nãy mình đi nè, nó nối với lại từ San Diego nối thẳng lên tới tuốt Sacramento luôn đó. Cái anh đó ba ảnh đưa anh đi học á, rồi đó là đi về mà còn quên số kêu đó, anh đứng ở trong cái vách mà anh nói chuyện với ba, anh nói chơi với bạn á, mà ba gửi trong đó rồi đó là không có cái kiểu như mà miếu máu khóc đâu, như bảo nhà mình là đi học anh khóc. Bởi vì ở nhà thì được ngoại cưng, mẹ cưng, ba cưng, dì út cưng, ở nhà ai cũng cưng hết nè, ở nhà chơi vui quá mà học cũng giỏi quá, chưa đi học gì mà nói tiếng Anh sôi sỏi là biết đọc chữ rồi nữa, không biết viết chữ hay không thì mình không biết, nhưng mà anh biết đọc chữ rồi. Bây giờ đó, giờ đó cho đi học đó là ngày nào đi học cũng khóc hết trơn, nhưng mà nói thì anh mắc cỡ rồi, ảnh cái con mắt của ảnh là ảnh chớp và ảnh thấy cười quá. Đi học đi nhớ đâu có được cưng bằng ở nhà đó. Đó nãy cái mình đi ra góc đường này, đường Westwood này, nó cũng có cái tiệm Trader Joe bên tay trái của mình, cái shopping đi xuống đó, ở đây là rất là đắt đỏ các bạn, nên nhà cửa là mắc, chứ thực ra nhà cũng không có đẹp gì mấy, không đẹp chứ không phải không đẹp gì mấy, hoàn toàn không có đẹp gì hết, toàn là tính là kêu mà commercial thôi, kiểu thương mại thôi đó. Ở bên này đó, ở bên kia đường đó là cái nhà đó, thấy bạn thấy ở trên đó, ở ngoài thì có cái cây maple thì đẹp ha, mà trên cái balcony, trên cái tầng cao đó họ chất nó toàn là cái thùng gì. Anh này đó là nhà cũng ở trong là cái nguyên một cái căn mà nhà lầu á, nhà cũng khang trang lắm á, nhưng mà có làm hẳn làm xưởng, có làm cái business gì hay là có làm cái gì đó, cho nên mình thấy là toàn là chất thùng sơn thùng gì. Anh này là chắc là cùng cấp tơ mà làm về sơn đó, mình thấy thùng sơn không à đó. Với cảnh chơi rồi mấy cái đường phố ở đây là họ sống như thế nào, là bây giờ là mình đương quay về cái hướng mặt mình hướng về hướng nam của thành phố của Westwood. Ở đây nó thuộc là về tây của LA, nó sát biên giới với thành phố Santa Monica, với lại nó sát với lại Venice. Đó, mấy cái cây mình thích những cái cây đó, nhưng mà giờ là cái hướng ngược chiều ấy rồi. Nhà bên đó nó cũng có cái bậc cầu thang, nó có railway nó lên, nó còn nó cho mướn một cái nhà đó riêng lẻ đó, thì họ đi bộ thì họ đi ra đi về nhà đó. Những người đi làm ở đây thường thường là những cái người mà đi mướn những cái nhà này, cái nhà to này chứ khoảng 4-5 nhà ở chung với nhau đó bạn. Nó không phải là cái chung cư, nhưng mà nó là cái loại mà nhà mà cho mướn cho xe phòng á, nó ở chung với người ta vậy đó, thì nó đỡ cái chi phí vô tiền điện, tiền nước, tiền ga, rồi chia ra một cái nhà một ít thì nó có những cái đồng hồ riêng đó, nhưng mà nó cũng rẻ hơn là
bạn hút úp từng một cái nhà, một cái đường dây vô nhà vậy đó, là một tháng vô như nhà mình đi tiền nước đi một tháng là mình không xài gì hết đó, chỉ có tiền bơm thôi, cái máy bơm thôi á, mà 85 đồng, rồi mình xài thêm nữa là khoảng 100 đồng lần tháng tiền nước mình khoảng 180 thôi đó. Đó là mình tưới nhiều á, chứ còn bình thường như mấy cái mùa này đó là nếu chỉ có 85 đồng thôi, nó mình có ít xài nước lắm. Nó nước là thường tưới cây là toàn là nước của cái mấy cái thùng nước mưa đó mình tưới, nên mình chỉ tưới lúc hè thôi, lúc hè mình mới mất tiền nước. Đó, nhưng mà trong những thành phố đó mà cái nhà lớn như nhà mình đó là tưới là tiền nước cũng 500-600 đồng, có khi cả 1000 đồng đó mấy bạn. Nó phạt chết rồi, nơi thì mình ta không có nước uống mà mình lấy mình xài vậy nên nó cũng kỳ, thành ra mình cũng bỏ một mớ cây mình không có tưới á, thì nó cũng chết ngủng quẻo luôn. Nó đi theo mấy anh, mấy chị đi theo mấy anh nói chuyện là vô đây cô độc quá rồi, không có ai để ý tới cô giáo, thì có mình cô giáo mà có 20-30 em thì đâu có thể nào mà ẩm mấy ảnh chỉ hay là đựng đồ này nọ. Mỹ thì nó không có kiểu mà thương con nít nào đựng nè, con người ta cũng có được đụng tới đâu bạn, mình chỉ nói chuyện với nó vậy thôi, mà cũng nói ngọt chứ không bao giờ mà dùng roi gọt cho bên Việt Nam mình đâu, không có hù mấy đứa nhỏ vậy. Cái đường này khi mà mình đi ngược lại đó thì thấy nó cũng khang trang lắm, chỉ có cái bên giặt bên tay trái của mình đó thì có vẻ là nó nghèo, có lụp sụp á, mà lụp sụp thôi chứ nhà nhào này mấy cũng có hơn cả bạc triệu đó mấy bạn. À, đây nguyên một cái giường chổi là mấy rắn nhện của mình đây. Ra tược non, nó ra lá non quá chừng nè, ra lá non cái ra nụ luôn. Tính ra hoa này nó ra nó châm ra bông á. Nếu mà cắt cái tỉa vậy nó mà bỏ phân cho nó tưới nước đầy đủ là cái hoa này nó cũng đẹp á, nó nguyên cái hàng rào đỏ không. Không biết cái hoa này có màu trắng không chứ mình thích đó. Nó màu nó nhạt nhạt ha, màu này nó cũng đỏ cũng không đỏ lắm. Nó hồng đậm thôi. Không biết thì sao mà dịch mà hoa điệp Lào, nhưng mình nhớ là cháu của anh Lê có đứa nó lấy chồng cũng hoàng gia Lào á, đó, thấy đám cưới treo cũng cột cái sợi dây đỏ cột á. À, mình tới mình chúc phúc cho cô dâu chú rể đó là mình cột tay một cọng tay của bên chú rể, một cọng tay bên cô dâu, rồi mình có hỏi chứ ủa vậy đó, rồi mình cột vậy đó, rồi có cột chân luôn không? Nó không, cái chân để nó đi chứ cột làm sao nó đi. Mình dạy không mấy đứa nó chơi. Ở bên trai trường đây là middle school đó, tức là một cái trường tiểu học đó, nó là kindergarten, preschool rồi tới kindergarten rồi mới tới middle elementary rồi mới tới middle school. Là lớp này lớp middle school đó, tức là nó khoảng lớp 6, lớp 7, lớp 8, còn lớp 9 là lên trung học rồi mấy bạn. Đó rồi thôi, bữa nay là mình sáng sớm mình cũng đi làm ở dưới chỗ Malcolm đây là chứng cho ảnh cái vị ba, rồi có thể là ngày mai anh đổ, rồi ngày mai thằng Alpine nó cũng sẽ đổ, rồi mình sau cái job này mình đi về thì mình sẽ ghé Pomona. Nhưng mà không phải cái chỗ cái nhà của cái anh mà có cái chuồng gà đá hôm bữa, mà là cũng ở gần đó, mà ảnh bữa nay anh không có nhà, thành ra mình không có tới bắt gà. Hôm qua đi ở trên cái hôm bữa thứ bảy chứ đi ở trên cái công trường Federal đó thì có ông anh đó, anh cũng muốn mua mớ gà đá đó, thì mình giới thiệu cho Ariane đó để anh kiếm một ít tiền đó, chứ để mà việc hết nguyên cái bầy gà của anh cũng tội nghiệp quá. Ơi, công trường này bữa nay không có thợ mà chỉ có anh Ali thôi. Anh Ali, anh kiến trúc sư mà mình nói là ảnh là chuyên gia về mà đắp tượng đồ này nọ đó. Mà mấy cái tượng Arnold Schwarzenegger nó xấu quắc ha. Ảnh cái mặt ảnh bảnh trai hơn mà nói thôi. Anh đắp cái mặt của anh còn bảnh hơn nữa. Ở đây bữa nay coi anh này anh làm cái gì. Trời nay hai anh có đau chùm, ông thấy mà ớn luôn. Ông nào cũng sợ mà giờ mình thấy đâu nó cảm thấy nó nhột nhạt, nó ngứa ngáy làm sao á. Đây. Đó, bữa đó là anh dựng mấy cây sắt này lên ảnh hàng là xong rồi mấy bạn. Rồi anh phải làm một cái dưới chân cột này đó Phạm. Làm cái này là cái non swing ground. Đó. Chỉ có bốn cái trụ sắt này thôi, tức là cái này là nó có thêm từng nữa đó mấy bạn. Đó.
có thêm tầng lầu nữa. Thì bữa trước là mình chỉ có đổ có mấy cái column pad nữa để cho anh làm cái non screen ground đây nè. Nè, chiếu đây thì nó thấy rõ hơn cho mấy bạn coi nè. Đó, rồi anh làm cái red beam. Đó, anh làm như thế này đó. Nó khác với lại mình xây cái loại cái nhà truck home bình thường là tụi mình làm luôn hết sắt này nè, phải tính cho nó. Và dùng những cái cây chổi, những cái red beam này lên. Đó, và những cái... những cái cây sắt này làm cái kiểu nhà, tại vì thường cái nhà truck home nó là nhà, là nhà nhà trệt, mà cái dù mà có nhà lầu đi nữa nó cũng chỉ là cái beam thôi, cái beam bằng cây thôi, chứ nó không có làm bằng sắt như thế này đâu. Bằng sắt cái này đó có thể nhiều khi họ lên nhiều tầng đó mấy bạn, mình cũng chưa có rành lắm. Cái này thì họ sẽ đổ tới cái red beam này đó, chỉ có mấy cái red beam này 3.000 thôi, còn mấy cái kia có thể 2.500 thì mình cũng chưa có biết, rồi tùy anh này anh quyết định là làm sao thôi nha, tại vì ảnh cũng giỏi lắm. Nhưng mà đó, bạn thấy là những cái cây sắt như thế này đó là họ cũng cột, họ cũng thay lại ha, cột nối là cho nó chắc, nó giữ ở đâu nó in cái flash đó, nó không có chạy tới chạy lui mà khi bơm xi măng rồi này nọ đó. Anh sẽ đổ cái footing với cái red beam này với cái footing, rồi xong rồi đó, ảnh mới để sắt, ảnh mới trải đá rồi để sắt ở trên, rồi ảnh mới làm cái slab on grade. Trời ơi, là rất là kỳ công mấy bạn. Bởi vậy đó. Ông Mười của Bảo Bảo rồi ngồi trên đất đó, để coi bản vẽ. Người ta có cái bàn ngồi mà không ngồi. Ở đây là anh Ali nè. Rồi. À, vậy thôi. Ở bên kia mấy cái chim này nó có mấy cái, mấy con chim nó đậu nó uống nước, mấy cái bược nó kêu mà nó cái chỗ đó cho thức ăn cho nó, rồi bên thức ăn bên thức uống đó. Mấy cái nhà nó thích chim, không có cây thì thích chim, với nhà mình cây cô nhiều lắm. Rồi thôi, bye các bạn ở đây, hẹn gặp lại sau nha.